Chúng ta đi vào làm bài tập số 2. Bài tập số 2 của chúng ta sẽ có hai hình. Hình thứ nhất là người ta cho một cái đa giác 5 cạnh với độ dài của mỗi cạnh là 40, góc này là 72 độ, góc này là 36 độ, trong khi chúng ta mới học là vẽ đoạn thẳng. Như vậy ở đây chúng ta phải vẽ là các đoạn thẳng như này. Chúng ta sẽ cùng nhau làm như sau. Đầu tiên, chúng ta vẽ đoạn thẳng 40. L enter. Nháy chuột một điểm. Nhấn F8. Các bạn nhập 40. Enter. Enter. Sau đó các bạn xoay chiều này lên cho mình là 72 độ. Nên sờ O. Enter, chọn đoạn thẳng. Enter, nháy chuột một điểm, nhập 72. Enter. Như vậy là các bạn được cái đoạn chéo này. Bây giờ các bạn L enter, nháy chuột vào đây một điểm, đưa sang bên này, các bạn nhập 40, enter, enter. Sau đó các bạn cũng sờ O, enter, chọn đoạn thẳng, enter, nháy chuột một điểm, nhập âm 36, bởi vì nó quay cùng chiều kim đồng hồ nên các bạn phải điền dấu âm enter. Bây giờ L enter, mình vẽ xuống đây một đoạn là 40, enter, enter. Bây giờ nửa bên này các bạn nhìn thấy bằng bên này nên chúng ta dùng lệnh lấy đối xứng MI enter, chọn hai đối tượng, các bạn nhớ quét cả hai đối tượng, enter, nháy chuột điểm thứ nhất, nháy chuột điểm thứ hai, enter. Như vậy các bạn đã vẽ xong hình thứ nhất. Sau đó các bạn dùng DLI enter để đo độ dài hình chiếu, bắt điểm thứ nhất, bắt điểm thứ hai, nháy vào vị trí để kích thước. Bây giờ để đo được 72 độ, các bạn vẽ một đoạn thẳng sang bên này. Rồi các bạn nhấn DAN enter, chọn đoạn thẳng nhất, chọn đoạn thẳng thứ hai, đưa ra đây, nhảy chuột. Lại L enter, nhảy chuột vào đây, đưa sang đây này, nhảy chuột. Rồi các bạn lại dùng DAN enter, nhảy chuột điểm thứ nhất, nhảy chuột điểm thứ hai, đưa sang đây. Như vậy chúng ta đã giải quyết xong hình thứ nhất. Bây giờ sang hình thứ hai. Hình thứ hai các bạn cũng thấy là người ta cho mình các cạnh 48, 48, 48, 48, 12, 12. Các bạn cũng nhìn thấy một nửa bên này giống bên này. Các bạn có thể sử dụng cách làm như sau. Đầu tiên các bạn vẽ ra một đoạn thẳng L enter, nháy chuột một điểm, các bạn nhập 48, enter, enter. Sau đó các bạn dùng R O enter, nháy chuột một điểm, enter, nháy chuột vào tâm, nhập 30 độ, enter. Như vậy các bạn được đoạn thẳng đầu tiên này. Bây giờ vẽ đoạn thẳng này lên là 12, L enter, nháy chuột một điểm, đưa lên, nhập 12, enter, enter. Đến đây các bạn có thể vẽ sang ngang, không xoay lên 30 độ, L enter, nháy chuột vào điểm này, đưa sang đây, nhập 48, enter, enter. L O enter, chọn đoạn thẳng, enter, nháy chuột vào tâm xoay, nhập âm 30 độ vì quay cùng chiều kim đồng hồ. Nửa bên này giống nửa bên này, các bạn dùng lệnh MI enter, chọn đối tượng, enter, nháy chuột điểm thứ nhất, nháy chuột điểm thứ hai, enter. Như vậy các bạn đã vẽ xong hình thứ hai. Rồi ok, ở đây mình bắt điểm bị sai, như vậy các bạn có thể xóa đi, xóa hai đoạn trên này, E enter, chọn hai đoạn này, enter. Các bạn vẽ lại L enter, nháy chuột vào một điểm, đưa sang, nhập 48, enter, enter. R O enter, chọn đoạn thẳng, enter. Các bạn nháy đúng tâm xoay, đó, nó có một điểm nó bắt, đó, đúng tâm xoay, nhập âm 30, enter. Như vậy nó không bị lệch nữa. Sau đó các bạn dùng MI enter, chọn enter, nháy chuột qua hai điểm làm trục đối xứng, enter. Như vậy nó không bị lệch nữa. Rồi ok các bạn. Như vậy là vẫn còn thấy. Rồi. Và bây giờ chúng ta sẽ đo lên. Các bạn dùng DAN enter, nháy chuột điểm thứ nhất, nháy chuột điểm thứ hai, đưa ra, nháy chuột, enter, nháy chuột điểm thứ nhất, nháy chuột điểm thứ hai, đưa ra. Rồi bây giờ để đo được góc 30 độ thì các bạn L enter, nháy chuột vào điểm này, đưa sang đây, enter.
Sau đó dùng DAN Enter, nháy chuột điểm thứ nhất, nháy chuột điểm thứ hai, view đây, nháy chuột. Như vậy mình đã hướng dẫn xong các bạn làm hai hình trong bài tập 2. Chúc các bạn làm tốt.